Người làm như ông ăn mặc như nhân viên khách sạn đấy nha. Bọn họ là nhân viên khách sạn của ông ấy mà. Không nào. Ờ, các cháu vào ăn thôi các cháu. Con vào đi. Anh yêu. Này, bạn gái mới của ông đấy. Sao mặc váy ngắn thế? Hôm nay đám giỗ mà không nhắc cô ấy à? Đứng đấy. Ôi, bạn gái Tuấn Khang về ăn giỗ mẹ hả? Bố, đến mức này luôn à? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà bố dám dắt gái về nhà à? Con bình tĩnh, đừng ăn nói linh tinh. Bình tĩnh thế nào được chứ? Ông đừng có diễn nữa. Mấy chục năm nay diễn chưa đủ à? Cái chết của mẹ cũng do ông mà ra đó. Hốt lão mày. Bà xã anh bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Bà mà biết tan nát hết. Okay. Mày nghe anh này Mai ơi. Em Mai ơi. Ok đứng lại. Là bố giết mẹ! Là bố đã giết mẹ! Hút! Khang! Khang! Cô nhà có chuyện mình cũng về đi. Chào chú, tôi về nhé. Về chú nhé. Thôi, chào chú. Thôi, chào chú. Em nói xin phép bác em về ạ. Thôi tôi về đi. Chú bớt nóng thôi nhá. Đứng đấy. Cô theo tôi ra đây làm gì? Em cần bao nhiêu tiền? Sao anh lại nói như thế? Anh nghĩ em vượt cả nghìn cây số ra đây là vì tiền của anh à? Nếu không vì tiền thì là vì tình yêu chắc. Đương nhiên. Em có thấy không? Em còn ít tuổi hơn thằng con anh. Vậy thì giữa hai ta không thể nói chuyện yêu đương được. Anh vui vẻ, em vui vẻ. Thế thôi. Tất cả mọi chuyện chấm dứt từ đây. Anh... Nào! Tôi nghĩ là ông nên bình tĩnh lại. Mình vào trong kia rồi tính tiếp. Tôi thấy cái cô bé này đến đây là tự ý đến, chứ không phải là chủ ý của bố ông đâu. Ông chẳng hiểu tính bố tôi đâu. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà bố dám dắt gái về nhà. Cái chết của mẹ cũng do ông mà ra đó.